Xin chào mọi người, đây là kênh bà dậu vlog đây, đang cho bò ăn nè, đó xách cái giỏ đi nè. Trời ơi, thằng cu cũng đi nè. Thằng cu nó đi cho bò ăn nè. Hả? Đây, đâu rồi, đi đâu mất tiêu rồi. Đấy. Đang cho bò ăn nha. Đó, con chó này nó đi nè, đánh nó. Trời ơi. Rồi xong, con chó nó ăn con gà nè mọi người ơi. Con chó nó ăn con gà này rồi xong xách con gà vô. Đúng là con gà xấu số. Đây là bà dậu vlog nhân vật chính nè. Trời ơi dẹp chưa. Đang vườn không nhà trống nha mọi người. Mọi người ơi, bà dậu nói vlog nói bao bát. Đó bà dậu nó giỏi không thiệt á, ai mà quơ được bả là tiếc sợ sướng cả đời. Nếu bây giờ đang cho bò ăn thì mọi người kia là cái con bé út vlog đang hái chôm chôm. Đây là những con bò của nhà mình nè. Đấy bò nè. Đấy, bò này ủm. Con gì đây? Con bò cái sao? Ủm bò. Bên nó không sợ rồi. Nó còn cười nữa chứ. Ủm bò. Đưa em đưa. Ủm bò. Đây là cái bò nè. Hai trái chôm chôm nè. Sao thiếu cái xúc xích rồi? Này, các bạn cho bà ăn nè. Nhà mình còn hai con bò thôi.